Thưa quý vị và các bạn, một sự việc đau lòng xảy ra tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường vào hôm qua. Một bé gái 5 tuổi bị hai con chó tấn công đã tử vong do thương tích quá nặng. Sự việc trên đã một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo về mối nguy hiểm của việc nuôi thả rông chó lâu nay. Người dân trên địa bàn xã Vĩnh Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc đau lòng tối qua. Xung quanh khu vực hiện trường trở nên ảm đạm và im lìm hơn bao giờ hết. Hai con chó tấn công bé gái hôm qua đều là chó lai nặng trên 20 kg, được người dân nuôi để trông nhà, nhưng do chủ quan không được dọ mõm trong quá trình thả nên đã dẫn đến sự việc thương tâm. Đây là sự việc rất đau lòng và chúng tôi tiếp tục trong thời gian tới sẽ tiếp tục tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để bà con nhân dân nắm được và có cái biện pháp nhắc nhở các hộ gia đình chăn nuôi chó là phải có biện pháp khi chó ra đường phải có dọ mõm. Đây là bài học cho người dân và các địa phương trong công tác quản lý tình trạng thả rông vật nuôi ra nơi công cộng, tồn tại từ nông thôn đến thành thị. Mặc dù đã có quy định rõ ràng về việc xử phạt, việc nuôi chó thả rông không đúng quy định có thể bị phạt từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng. Song việc triển khai còn chưa hiệu quả, từ đó dẫn đến nguy cơ cao xảy ra những sự việc đáng tiếc. Việc nuôi chó thả rông không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan, mà còn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Qua vụ việc cho thấy, công tác quản lý và xử lý nghiêm minh tình trạng thả rông chó sai quy định cần được thực thi nghiêm túc, không để những sự việc như trên trở thành nỗi ám ảnh của người dân.